mấy anh em nào mà đang đi đánh chim đầu bạc hay còn gọi là chim áo dài đầu bạc hoặc gọi là chim ri đầu bạc, mà anh em cần cái tiếng để đánh lưới chùm cỏ, lưới úp cỏ anh em, mà anh em muốn đánh lưới giật hay gì mà cần tiếng chuẩn để gọi cho nó về, thì anh em liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận tư vấn cho anh em như bán phải gốc phải chuẩn cho anh em, thì Thuận đăng lên là Thuận chèn bài nhạc vô để giữ lại bản quyền. Bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ.